Ok, hai sao bạn đã trở lại với Xeno mình là Trung bên đây ha. Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tập tiếp theo của Gundam siêu xe cho mọi người. Ok ha, hôm nay mình mới tậu một con siêu xe F1 để ăn mừng các bạn ơi. Đó. Các bạn biết ăn mừng gì sao không? Đó, hôm nay mình quyết định chạy con F1 màu đỏ này về ăn mừng chiếc xe của mình các bạn ơi. Chiếc xe của mình đã mắc zin các bạn ơi. Mình vừa một pha lùi hoàng mục, mình đã lùi rồi xước cánh cửa xe các bạn ơi. Chiếc xe bữa về làm vlog của mình các bạn, sau một buổi tối gọi là lùi quá lụa bạn, lùi không thèm nhìn nữa các bạn, kiểu lái quen rồi, đến lúc để anh thể hiện và cái kết các bạn ơi. Từ nó quất một vệt từ cánh trước, cửa trước cả tới cửa sau luôn các bạn ơi. Một vệt nó không có bị nặng các bạn, nó bị rất là nhẹ luôn bạn, kiểu bị xước một chút thôi, chỉ phạm vô một xíu thôi, chóc nhẹ cái sơn ra một tí à, một như một đường như một sợi chỉ các bạn ơi. Tại buổi tối bạn mình lái xe mình không canh được đường mọi người, các mình lùi đại vô luôn mọi người, mình mà mình lùi ẩu nữa, không có hẹp nhìn gương của mình, ỷ y vô cam lùi gặp biến cái mình rước cái eo vô mà mình xước mình không nghe tiếng mọi người. Tới sáng hôm nay mình mới dậy mình mới phát hiện được cái vết xước trên xe của mình mà mình chưa kịp quay video lại cho bạn xem nữa. Mình tính kỳ view vết xước luôn mà mình đã nhờ cha mình đi bảo dưỡng, là đi bảo hiểm lại luôn rồi bạn ơi, khá là buồn. Nhưng mà không sao bạn ơi, mình chia sẻ với bạn mình đỡ rồi, chứ sáng giờ mình buồn, mình gầu, mình ăn không ngon, mình ngủ không yên nữa các bạn ơi, khá là đau lòng. Nhưng mình gặp qua mình có nói với anh Phương nghe các bạn, thì anh Phương nó không sao bạn, chuyện này chiếc xe bình thường các bạn, thằng mới vô mình sót vậy thôi, chứ mốt mình chạy riết quen các bạn ơi, chạy xe nó mệt vậy các bạn, chạy chứ không như ra ta râm bạn, bị sức nhẹ cái là mình có thể sửa rồi được. Đầu để mình lấy con xe nào mình review cho bạn xem coi vết xước của mình nó như thế nào nha các bạn. Đây để mình review lại, mô tả lại cho bạn xem. Ai cho mượn xe bạn ơi. Để xe này dễ làm hơn, con xe kia nó cứng lắm, nó khó chạy bạn. Nè bạn, hôm qua mình lùi vậy nè bạn. Đó, mình né chiếc xe kia. Có chiếc xe chở gác chạy ngang mà mình đang ở trong chợ, mình lùi né cái xe kia, cái mình lách nhẹ cái nè, mà cái kia mà cái trước đây giặt không phải là cây cột bự ghê quá rồi bạn. Nên các bạn chút xíu các bạn, cái bàn bằng đá bạn mà nó nhô ra bạn, bàn tròn nó nhô ra mình không thấy bạn. Cái mình chạy vậy nè, mình hình như mình ve vậy nè. Đó, nó xước vậy bạn, đó nó xước một đường như này, nó cỡ dây đó bạn, giống cái trang vậy các bạn, giống cái trang rồi mình mô phỏng nó xước các bạn, mà không phải như vậy, nó là xước giống như này các bạn, nó xước cũng như này nè, mà một đường thôi bạn, cỡ dưới đường này các bạn, một đường như vậy nào, nó kéo dài hết nguyên đường ra tới ngoài đây, nó là một đường mà nó mỏng hơn bạn, nó mỏng hơn, nó mờ đó bạn, nó như một sợi chỉ các bạn ơi, nhìn rất là khó chịu bạn ơi. Các bạn mình zoom lại bạn thấy này, nhìn xa nó y chang vậy đó bạn, nhìn xa nó không có thấy gì hết bạn, nó như kiểu cái đường này nè bạn, nó như đường này nè, nó nhìn xa ra nó không thấy gì hết bạn ơi, nó nhưng mà kéo một đường gì đó à, đúng ngay cái khúc này nè bạn, đúng ngay khúc cửa dưới luôn, mình mô phỏng rồi tối mình chạy đó bạn, mà cái bàn nha các bạn chút xíu các bạn, cái bàn tròn á nó nhỏ hơn cái hùng gác rồi đó bạn, mà nó nhô ra bạn, trời ơi chạy vô á buồn, về buồn mất ăn mất ngủ hết 5 phút các bạn ơi. Ok, 2 giờ tết tiết mục review chiếc F1 các bạn, tiết mục review chiếc xe của mình đã kết thúc các bạn. Nó để bao giờ làm lại thì mình sẽ quay về mình làm vlog thứ hai cho mọi người xem nha. Các bạn yêu cầu mình làm vlog quá nhiều á, các bạn hãy like đi subscribe đi các bạn, video này phải được 2.000 like các bạn ơi, để chia sẻ nỗi buồn cùng với anh Hình Dung. Anh Hình Dung mới bị chạy xe này chứ buồn lắm rồi, nhưng mà anh Hình Dung nhận gác vô lòng nếu cho các em xem nè. Đó, đụng nhau kìa bé, nó nghe tin mình đụng xe tụi này nó cũng đụng nhau đó bạn, nên các em nhớ ủng hộ video này của mình nha. Đó, để lên chia buồn của mình nha các bạn. Cái con siêu xe của mình bị quẹt các bạn ơi, chạy ẩu quá bạn, giờ mình phải chạy kỹ ra bạn ơi, chạy từ trong game mình ẩu quá, ra đường mình cũng ẩu đó bạn, không phải ẩu gì mà lùi lùi cái đó pha đó mình ẩu thiệt. Dạ ok ha, cùng đến review với con chiếc F1 này. Chiếc F1 này của hãng đua Formula mọi người, hãng đua số 1 thế giới các bạn, để xem coi nó có cái gì đặc biệt nha mọi người. Bản này là bản 2017 các bạn, mới chơm được từ đội đua F1 ra các bạn ơi. Đó, cản trước là full carbon luôn, carbon hết các bạn ơi, từ khung sườn cho tới phần sau đó các bạn, nó rất là xịn sò luôn các bạn ơi, full carbon, full hết đồ carbon hết, để bảo vệ người lái tối ưu các bạn. Này cái sườn xe nè bạn, siêu cứng luôn. Còn này ở phía trong là cái khoang động cơ phía sau, đặt ở phía sau bạn như cái động cơ phản lực các bạn, nó đẩy chiếc xe đi thì thôi luôn. Đó, cái ống mới giờ hút xe bạn, cái này hút khí để nạp cho xe đó bạn, hai bên đó nè hút khí các bạn, không cái này để thoát khí, khí đồng học mọi người. Đó, để vô ngồi xe cho bạn xem nha, cảm giác lái chiếc F1 như thế nào nha. Nó leo vô bạn ơi, ui xe nạt các bạn, ui
Ui, đánh lái bạn ơi, cảm giác đánh lái thấy cái bánh xe luôn bạn ơi. Cảm giác ngồi trong đây là không có điểm chết luôn bạn. Lái xe này là không có góc chết luôn bạn, hai cái gương hai bên rất là rộng luôn. Rồi phía trước thì chúng ta có thể thấy rõ bánh xe của mình ở đâu đó bạn. Nó né nhẹ cái có thể lách luôn, lách được. Nó rất là dễ lái luôn mọi người, so với lái một chiếc xe thông thường á. Xe F1 còn dễ lái hơn rất nhiều các bạn. Nó nè không phải chạy xước luôn luôn các bạn. Tại vì các bạn thấy không, bánh xe mình biết bánh xe mình đặt ở đâu luôn các bạn. Đánh lái đi đâu là bánh xe đi theo đó luôn. Tỷ lệ lái của chiếc F1 này là gọi là cực kỳ hoàn hảo luôn các bạn, của đội đua F1 là bạn biết rồi đó. Khả năng đánh lái chính xác là ở mức gọi là tuyệt đối các bạn. Đó. Đó thấy không, luồng lách nè, nó cảm giác lái nè, trời ơi tốc độ các bạn. Khung gầm thì bao chắc luôn. Đó. Ây da. À! Wow. Vừa mới nói tuyệt đối và cái kết này là do tay lái này ẩu các bạn ơi, tay lái này quá ẩu. Để tay lái này đeo seatbelt vô test nhẹ cho các bạn xem nha, con này nó mạnh cái nào nha các bạn. Con này mà không đeo seatbelt vô cực kỳ nguy hiểm mọi người, nó nhặt ra ngoài là chết luôn á. Đó, cảm biết coi lái ép bộ các bạn, tốc độ nhìn vô lăng các bạn. Đó, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7. Ui ui, 1.7 dập chết giờ mọi người ơi, là bao nhiêu km đâu bạn. 200 mấy các bạn ơi, xe trả số 2 rồi, xe nổ bô rất là im luôn. Đó, xe lái cực kỳ chuẩn luôn các bạn ơi, lái rất là chuẩn chỉ luôn. Tránh đường các bạn ơi, xe không có còi mọi người. Tránh ra bạn ơi. Đó, ép bột hay gì chưa. Ui ui ui, lái gọi là kích kích kịch luôn mọi người ơi. Lái gọi là quá kích luôn các bạn. Trời ơi. Đó. Ôi, ôi. Thắng bao ăn các bạn ơi, thắng xe này bao ăn các bạn, 200 mấy nào, thắng lời éc 300 km/h. Ôi cái gì má, cái gì mà vòng đầu lại trên cao tốc luôn vậy trời, gặp phá nội mà bình chỉ nữa các bạn ơi. Nói xe gặp á, hôm nay mà làm như trong GTA 5 cũng cảm giác được là hình chung mới quẹt xe sao các bạn ơi. Các bạn fan các bạn thấy không, người ta ai cũng về chạy quẹt đụng cho mình đỡ buồn các bạn ơi. Các bạn nhớ like subscribe ủng hộ mình, kiếm tiền sửa xe cho mọi người, shop xe thiệt sự luôn. Ôi 5.4 luôn bạn, quay ôi ủa chạy 5.4 mà mình thấy chạy như mới 300 mày ơi. Để mình mở giới hạn tốc độ ra xe coi xe chạy được như vậy mọi người. Ý mình lên 5.4 mà mình thấy đúng chậm luôn mọi người, xe đậm các bạn thấy không. Đó, bỏ giới hạn tốc độ ra nè, lên 5.4 mà mình tưởng mới chạy chừng 300 bạn, mình còn người nói chuyện bạn mà còn bình thường. Mình lái 5.4 là mình im gu các bạn ơi, im không dám nói chuyện luôn á. Xe này rất là dài bạn ơi, xe bao dài luôn. Đó, 400 nó bạn, 5.4 nó nhanh vậy đó bạn. Ôi mà lái nó đập kìa bạn ơi, 5.4 mà lái như mà 400 mà lái như 200 cái xe thường rồi người. Nó vô cua nè. Ôi đúng là F1 có khác bạn ơi, F1 có khác thiệt chứ, chạy đường đông như này mà mình vẫn lên 5.4 được, đánh lái tốc độ liên tục nè. Trời ơi đánh lái liên tục kéo à, ủi ẹ ui 400 mấy. Ôi ơi hay lắm mày ơi, đó tuyệt vời chưa. Đó đánh qua đánh lại chạy bao dễ luôn mày ơi. Ôi ôi xe nó lái nó đập mấy bạn. Ây da. Ây da, dữ ngầm rồi ôi dữ ngầm rồi, sao gì dở xuống đây. Lật qua nha. Chết tôi rồi, dữ ngay sao xuống đây trời, mặt mày máu me không mày ơi. Chắc chạy nhanh quá, gió thổi bay sức bụi bay sức mắt các bạn. Đó gỡ nhẹ xuống. Ok ha, để mình tắt xe chị test cho bạn xem tốc độ tối đa của con F1 này các bạn. Khả năng tăng tốc của F1 này là cực kỳ kinh khủng các bạn ơi. Tăng tốc cái thắng xe lại các bạn ơi. Bạn nhìn nè, đang chạy 100 km/h đúng không? 200 nè, thắng nè. Bạn thấy không, thắng xe dừng hẳn bánh ra luôn các bạn. Nè, 200 nè, 250 nè, 300 nè, thắng. Các bạn thấy thắng không? Chừng 100 m rồi thắng 300 km/h lại nè. 200 nè. Đó. Đứng xe lại luôn bạn, thắng hết thắng nè bạn, dồn hết lực nè. Không thắng có ai bị không, thanh sao nó bị trượt 300 nè. Đó thắng cực kỳ ăn luôn mọi người. Rồi đánh nhẹ lên rồi, đi cua nè bạn, đi cua pha này có tưng lên không, tưng nhẹ rồi nhưng mà mắt ổn định nè mọi người. Đó ép một cái lái các bạn ơi, ơ cua 600 570 các bạn, 600 nè, ôm cua 600 nè, ôm cua 600 các bạn. Rồi ôi quá thiệt sự luôn bạn ơi, đang kéo max speed rồi, 400
611, 612. Ôi, 613. Ôi. Ôi. Trời ơi bạn ơi, quẹt cái móp vô tới xương của bạn ơi. Sao không sao không sao không sao. Á gì Dream Dumper F1 mình sẵn sàng hy sinh em nó gì mọi người. Đó, các bạn kia mình test đi. Kéo mấy con này lên đường đèo ha. Ok, giúp luôn bạn kéo rồi. Để test max beat rồi, kéo con này lên đường đèo mày chắc chạy phê lắm mọi người ơi. Ôi 700 mấy nữa kìa bạn. 800 mấy nữa kìa. Rồi số 6 kìa, 1000 nữa kìa mọi người. Ủa gần 1000 nữa bạn. Gần chạm. Ủa 1000 nữa bạn ơi. Ui, mạnh dữ vậy trời. 1001, 1002 các bạn, sao nó lên hoài được kìa. Ôm cua 1002 cái mét giờ luôn bạn ơi. Ôm cua quá slow, sao nó hút 1002 cái mét giờ nó vẫn ôm được các bạn ơi. Ôi 1002 luôn các bạn. Uaa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 
ơi, wow, khoái tèo rồi chứ. Quả lao mày như tên bắn các bạn. Oh my god. Oh my god, chắc mình phải kiềm hãm sức mạnh cái xe này quá bạn. Nó quá mạnh đi các bạn ơi. Trời ơi, đúng là vậy, 540 đấy, tại sao tại giới hạn 540 lại đó mọi người hiểu chưa? Bạn hiểu chưa? Trời ơi, 1200 bạn, xe F1 nó cũng nổ chứ nữa mà xe nào các bạn ơi. Nó nổ mà không dừng phát nào luôn á. Đeo dây an toàn vô, spell vô. Mở giới hạn tua máy ra bạn để mình kéo trên đường đèo cho bạn coi ha. Ôi cái này mà mình áp dụng lực ly tâm nữa bạn. Mình sử dụng lực ly tâm ép lên xe nữa chắc xe này nó tăng lực ép xuống nè bạn. Đó. Trời ơi. Sát mặt đường các bạn ơi. Giờ ôi giờ ra cao tốc tép nhẹ các bạn ơi. Nó tăng lực ly tâm lên, cái này chắc tép 100 lực là chạy hỉa luôn các bạn ơi. Có cái lực ly tâm này bạn nó bám đường thì thôi nữa các bạn. Đó, nó bám cái kìa bạn. Ôi ôi. Ôi ơi, ôi ơi, bắt dây tàu mà. Má ơi, trời ơi tí nữa chết rồi bạn. Hắt dây an toàn rồi mà. Ôi, giỡn quá vậy chơi. Má mình nhớ mình hắt dây an toàn mà ta. Kỳ cục ta. Nó có lực đi tâm ép xuống mặt đường rồi đó. Ủa các bạn, mình nhớ mình hắt dây an toàn mà sao quả đó bay ra ngoài. Mọi giới hạn tốc độ ra bạn ơi. Đó. Có lực đi tâm nó ép xuống mặt đường nó chạy các bạn. Đó. Ôm cua nè bạn, 500 mấy nè. Ôi ôi. Nó quý nguyên sự. Thôi này bỏ 400 mã lực, mình nghĩ dần tốc không dừng lại ở 1.000, 2.000 nè các bạn ơi. Con kinh lắm. Đó các bạn. Lực đi tâm ép xuống mặt đường các bạn, nó không bay lên luôn bạn. Nó không bay lên luôn rồi. Ôi ôi. Má bá kìa. Ôi ôi, nó bá kìa các bạn. Không bị quỷ đuôi, bị đích luôn. Lái trong đường phố các bạn. Ôi ôi. Quá, quá nhanh các bạn ơi. À, quá nhanh quá khủng các bạn ơi. Trời ơi. What the fuck các bạn ơi. Không hậu quả. Chạy trong thành phố các bạn. Chạy trong thành phố các bạn. Như đi cảnh các bạn ơi. Ui. Ghê quá mày ơi. Quá quá ghê mày ơi. Lấy con F1 về thành phố mà cực kỳ khủng quá mày ơi. Mày hạ cái lực ly tâm lên mày ơi. Có cái lực ly tâm này chạy 400 lực là hết bài được mày ơi. Lực ép xuống mặt đường các bạn, nó hạ lên zin nó bạn. Để còn leo mấy cái dĩa hè nữa bạn. Lên đường đèo test nhẹ cho mọi người xem nha. Đó các bạn thấy mình đi đường đèo lắm. Đường đèo dốc cực kỳ khó lái luôn mọi người. Nhưng mà không sao. Đến dưới tay đua hành chung game mình của các bạn yên tâm. Mấy cái đèo này mày nhập nhòi ba cái đồ quỷ. Đó, lên. Đó. Bắt đầu nha. Dứt cua nào. Dứt cái cua đầu tiên nào. 200. Ôm cua đầu tiên 200 nha. Đó. 106 rồi. Ôm 106 rồi. Già quật đít rồi. Cua nó đi rất là dốc bạn, nó bị dốc nghiêng các bạn, mình chạy nhanh quá mình sẽ bị bay cua các bạn. Nó tới F1 mà còn bị chặt cua các bạn, rồi biết bạn hiểu cái nào đó. Nó chạy tầm 200 km/h các bạn, xe sẽ còn giữ được cái lực bám ở đường. Chứ tầm 500 đâu, dưới 500 kéo cái đường này các bạn, 300 ôm cua nè. Chẳng không sao, có slow motion nó hãm lực xuống nhiều rồi. 600 ôm cua nè. Nó vẫn ôm được. Gửi ấm cua nè. Đó. Giật được, giật được. Ấy á, giật được. 4.9 nè. Giật ổn, giật ổn. Đó. Ui. Mà lái hưởng ngoài đường nha các bạn. 200 nè, 200 ấm cua. Ai, 200 ấm cua là tới tan nữa các bạn ơi. Ui.
Ui, trời ơi, xe bị giật bánh ghê quá. 400 mã lực, tập sao chắc mình quẩy cu quân đội mọi người. Quẩy nát cu quân đội luôn á. 300 km/h, 400, 500. Ôi, mé nó kéo ý ẹ, ghê quá mày ơi. Ghê quá bạn. Xe này nó kéo cái tiếng mà mình nghe quýu luôn bạn. Lái xe mà bị quýu các bạn, mấy bạn hiểu cảm giác đó không? Nghe cái tiếng thôi là thấy quýu rồi đó. 500. Ôi, giời, 600, 700. 800. 900. Ôi, a à, đi biên luôn. Trời ơi, đi biên bán chiên luôn. Dạ ok ha, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay video này thì để lại một like, subscribe để ủng hộ channel của mình. Và cũng như đừng quên để lại một like để chia buồn cùng mình, ủng hộ mình nha mọi người. Chia vui cùng mình, mình đã phát zin em xe rồi đó bạn ơi. Bóp zin. Bye bye mọi người nhiều nha. Mình sắp tới mình dự định làm thêm nhiều vlog vui cho các bạn xem nữa. Nếu các bạn ủng hộ nha, hãy đăng ký kênh của mình nếu các bạn thấy thích. Và comment lại một like nha. Còn bạn nào fan cuồng của mình thì nhớ cài like, cài view giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn lại mọi người video sắp tới. Nhớ nha, mỗi ngày mình sẽ gắn ra gần 4 video cho các bạn xem luôn. Mình sẽ cố gắng nha mọi người. Các bạn nhớ like, bấm cái chuông để ủng hộ video mình nha. Để mình ra video các bạn còn nhận được thông báo á. Chứ một ngày anh ra tính tận 4 video của em ơi. Ấy da. À, anh đèn á. Quá đèn luôn. Bye bye mọi người. Hẹn lại mọi người video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh nhé các bạn. Bye bye các bạn nhiều. Các bạn sức khỏe nha. Đừng quên ủng hộ những video sắp tới của mình. Tập nào ra cũng nhớ like, chia sẻ đầu tiên nha mọi người. Các em nhớ comment là mình vừa đăng video nhảy vô like, chia sẻ nhiều vô liền nha. Để cho video nó lên đề xuất các bạn. Quan trọng nhất là mấy giờ đầu xem bạn. Các bạn xem càng sớm càng tốt nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Hẹn lại mọi người video tiếp theo.